Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị sẽ có được những thông tin hữu ích khi mà đón xem chương trình và chúc quý vị gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Đến với bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới tất cả quý vị những thông tin hấp dẫn nhất diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Nào, xin mời quý vị sẽ cùng vào bản tin cùng với Diễm Quỳnh đón xem nhé! Sạt lở lớn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mới đây, một đoạn video trên mạng xã hội Twitter cho thấy thượng nguồn đập Tam Hiệp bị sạt lở với diện tích lớn, tình thế đang ngày càng nguy cấp hơn. Và năm 2019 cũng liên tục có tin rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng, thậm chí là có thể nổ tung. Vừa qua, một học giả kinh tế độc lập với tài khoản Twitter bình luận Lạnh Sơn đã đăng một video và nói rằng có lở đất với diện tích lớn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và đề cập rằng tình trạng này có khả năng khiến đập Tam Hiệp bị vỡ trong vòng 2 năm. Nếu vậy thì Vũ Hán lại là người đứng mũi chịu sào. Sau đó đến Nam Kinh, Thượng Hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có cư dân mạng đã chuyển tiếp đoạn video và nói đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc. Ngay từ năm ngoái, Lãnh Sơn đã sử dụng các phương pháp so sánh ảnh vệ tinh nói rằng đập Tam Hiệp có biến dạng, có thể vỡ và cảnh báo rằng một khi đập Tam Hiệp vỡ, một nửa Trung Quốc sẽ lâm vào lầm than, Đảng Cộng sản Trung Quốc và những đại gia tộc kia cũng sẽ xong đời. Tin tức này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong và ngoài nước. Không ít cư dân mạng xem qua bản đồ vệ tinh, phát hiện hình ảnh vệ tinh của con đập đúng là đã bị biến dạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước ồn ào của dư luận và sự lo lắng về tình trạng vỡ đập, truyền thông Trung Quốc đã tăng cường trấn an, nhưng các thông tin lại không đồng nhất. Có thông tin nói đập Tam Hiệp không biến dạng, có thông tin nói một bức ảnh vệ tinh khác của Google cho thấy đập hoàn toàn bình thường, có thông tin nói nó đã biến dạng, nhưng là trạng thái đàn hồi. Đập nước biến dạng là chuyện rất bình thường, thuộc về phạm vi thiết kế cho phép. Kể từ khi bắt đầu dự án Tam Hiệp, không ngừng xuất hiện các vấn đề về chất lượng. Trước khi đập Tam Hiệp chứa nước vào năm 2003, nhóm nghiệm thu công trình Tam Hiệp của Quốc vụ viện đã phát hiện hơn 80 vết nứt phía ngoài đập. Từ năm 2008 đến năm 2012 đã xảy ra hơn 401 thảm họa địa chất ở khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp. Trung và hạ lưu sông Trường Giang thường xuất hiện khí hậu bất thường mấy năm liền. Động đất, đại hạn, nhiệt độ cao, lũ lụt, hồ Bà Dương gần như khô cạn. Hàng triệu người dân trong khu vực đập Tam Hiệp ngày đêm sống trong sợ hãi, bởi vậy mà số lượt kiến nghị mỗi năm đã đạt hơn 80.000, liên tục không giảm trong mấy năm sau đó. Năm 1992, khi cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân khởi động mạnh mẽ dự án đập Tam Hiệp, giới học thuật Trung Quốc từng xảy ra những tranh cãi gay gắt. Rất nhiều học giả cho rằng việc xây dựng đập sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sinh thái và thảm họa địa chất. Sự an toàn của bản thân đập nước này cũng rất khó được đảm bảo. Trong nhật ký Tam Hiệp do Lý Bằng xuất bản năm 2003 đã nói về Giang Trạch Dân, sau năm 1989, tất cả các quyết sách lớn về công trình Tam Hiệp đều do Giang Trạch Dân chủ trì quyết định. Tại lễ mừng hoàn thành công trình Tam Hiệp năm 2009, không có một lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nào tới để chúc mừng. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Quân ủy Trung ương đã điều động 4.600 binh sĩ để bảo vệ sự an toàn của Tam Hiệp, đủ thấy những nguy cơ tiềm ẩn của Tam Hiệp. Sự thật về đập Tam Hiệp là gì? Vương Duy Lạc, một chuyên gia về đập Tam Hiệp, nói với Epoch Times rằng chất lượng thi công ban đầu của Tam Hiệp rất kém, bao gồm cả bờ phải, huyệt trống phía dưới nền đê khá nhiều. Bộ phận trống sẽ hình thành những khe nứt phía sau, dần dần sẽ rỉ nước, sau đó có vấn đề nghiêm trọng sẽ khiến toàn bộ con đập bị hủy bỏ. Hoàng Tiêu Lục, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng, người chủ trì quỹ ngân sách nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, ông cũng cho rằng cho dù đập có biến dạng hay không, đập Tam Hiệp sẽ gây ra một thảm họa rất lớn. Năm 2019 đã có một trận lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang. Trường Giang trong lòng bạn bè trên WeChat ở đại lục, có người nói chuyên ngành thủy điện của Đại học Tứ Xuyên rất mạnh, có không ít sinh viên tốt nghiệp đã làm việc ở đập. Những cựu sinh viên này nói không biết làm như thế nào, nổ, hủy đi cũng không biết hủy ra sao, bảo vệ cũng không biết bảo vệ như thế nào, cực kỳ nguy cấp, ngày nào cũng sống trong sợ hãi.
Vương Duy Lạc nói, công trình Tam Hiệp bắt đầu thử vận hành vào năm 2003, đến nay vẫn chưa được nghiệm thu, không ai dám đảm bảo chất lượng của nó. Nếu đập Tam Hiệp vỡ, 700.000 người sống ở Nghi Xương sẽ bị chết. Ông nói, thực ra đập Tam Hiệp hủy đi sớm cũng tốt. Ông nói, hủy cũng rất đơn giản, chỉ cần mở tất cả các miệng cống để nước tự do chảy ra. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn làm như vậy. Nếu bây giờ hủy bỏ, công trạng trước đó cũng không còn nữa. Vào giữa tháng 7 năm 2019, trên mạng lan truyền đoạn đối thoại giữa một luật sư Trung Quốc và một người bạn về đập Tam Hiệp, ông cầu cứu. Nể tình hàng trăm triệu mạng sống người dân ở Trung Hạ Lưu Trường Giang, cơ quan nhà nước tối cao nên thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt, tiến hành đánh giá chuyên nghiệp, cởi mở và có thẩm quyền về những ưu và nhược điểm của con đập. Đây là một vấn đề ngàn cân treo sợi tóc. Biển Đông, Trung Quốc tập trận quy mô ở Hoàng Sa, Việt Nam phản ứng. Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận lớn trên Biển Đông từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 để đáp trả hành động khiêu khích quân sự từ Mỹ và một số quốc gia. Trước đó, hôm 4 tháng 8, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc thông báo cấm tàu bè ra vào một khu vực rộng lớn 100.000 km2 ở Bắc Biển Đông để phục vụ tập trận quân sự. Vùng cấm mà Trung Quốc đặt ra trải dài từ vùng biển ngoài khơi phía đông nam đảo Hải Nam đến vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, có nghĩa là khu vực tập trận còn lớn hơn cả đảo Hải Nam. Theo Thời báo Hoàn Cầu, khu vực này bao phủ đến một nửa quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Thời báo Hoàn Cầu của nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng cuộc tập trận này được đánh giá sẽ giống cuộc năm ngoái, trong đó quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA tiến hành bắn đạn thật với tên lửa đạn đạo chống hạm được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Động thái này của Trung Quốc là nhằm đáp trả việc Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhắm vào Trung Quốc và một số quốc gia bao gồm Anh, Đức và Ấn Độ có kế hoạch gửi hoặc đã gửi tàu chiến đến Biển Đông, bài báo trên Thời báo Hoàn Cầu viết. Các chi tiết của cuộc tập trận này chưa được công khai, nhưng cũng là nhằm phản ứng trước những cái mà Trung Quốc gọi là hành động khiêu khích gần đây và rằng Trung Quốc đã sẵn sàng súng săn để chống lại bầy sói, khao khát các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu cho biết thêm, phản ứng của Việt Nam, chiều ngày 5 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng trước thông tin Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. Bà Hằng nói, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo bà Hằng, việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC gây phức tạp tình hình, không có lợi cho việc đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn hoạt động vi phạm tương tự, làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Về việc Ấn Độ thông báo điều 4 tàu chiến đến Biển Đông tham gia các cuộc tập trận đa phương và song phương, trong đó có Việt Nam, bà Hằng cho biết, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động trên biển của các quốc gia trong và ngoài khu vực cần tuân thủ đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cho việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, thượng tôn pháp luật, hợp tác trên biển với lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, hoạt động của Mỹ và các quốc gia khác trên Biển Đông. Hôm thứ Ba, Mỹ đã khởi động cuộc tập trận hải quân và đổ bộ năm 2021 được coi là lớn nhất từ thời chiến tranh lạnh. Động thái này nhằm gửi một thông điệp tới Nga và Trung Quốc theo hãng truyền thông quân sự Mỹ Star and Stripes. Với sự tham gia của các đơn vị tác chiến ở 17 múi giờ khác nhau, Mỹ muốn thông qua cuộc tập trận này cho thấy Mỹ có thể đồng thời giải quyết các thách thức ở Biển Đen, Đông Địa Trung Hải, Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời chặn đứng nỗ lực dàn mỏng lực lượng quân sự của mình. Và Mỹ có thể ngăn cản Trung Quốc thống nhất Đài Loan hoặc chiếm quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản hiện đang kiểm soát. Theo James A. Holmes, Chủ tịch J.C. Willey về chiến lược hàng hải tại US Naval World College Newport LD. Cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra các phương pháp và công nghệ vận hành của Hoa Kỳ, chẳng hạn như giảm các tàu lớn và các hệ thống cao cấp để tạo ra một lực lượng phản ứng nhanh và hiệu quả, được thiết kế để chịu tổn thất và tiếp tục chiến đấu mà không phải chịu các tác động đáng kể nào.
khoảng 36 tàu sẽ tham gia cuộc tập trận, 6 đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân và Thủy quân lục chiến, 5 đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh các lực lượng hạm đội Hoa Kỳ và 3 đơn vị thuộc lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến sẽ tham gia. Trước đó, một nhóm tàu chiến của Anh đã có chuyến thăm các vùng biển ở khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á từ hạ tuần tháng 7 năm 2021. Đây là đội tác chiến tàu sân bay của Hải quân Anh do tàu HMS Queen Elizabeth dẫn đầu. Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành tập trận với Hải quân Singapore và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nêu rõ ý định thực hiện cuộc tập trận tự do hàng hải trên Biển Đông. Các tàu chiến của Hải quân Mỹ và Anh gần đây đã thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông thông qua việc di chuyển qua khu vực một cách có chủ đích. Việc sử dụng tàu HMS Queen Elizabeth cùng những tàu hộ vệ đến Đông Á được xem là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong nền an ninh toàn cầu, đã được đưa ra trong báo cáo Tổng quan Chính sách An ninh, Quốc phòng, Phát triển và Đối ngoại hôm 16 tháng 3 năm 2021 của chính phủ Anh. Đầu tháng này, hôm 2 tháng 8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này sẽ điều một nhóm gồm 4 tàu chiến đến Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ kéo dài 2 tháng, bao gồm việc tập trận với các đối tác bộ tứ và các quốc gia khu vực, theo Reuters. Nhóm tàu chiến sẽ rời Ấn Độ từ đầu tháng này. Nhóm gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một khinh hạm tên lửa, một tàu chống ngầm và một tàu hộ tống tên lửa sẽ tham gia nhiều cuộc tập trận trong 2 tháng làm nhiệm vụ, bao gồm cuộc tập trận Hải quân Malabar 2021 cùng lực lượng Mỹ, Nhật và Úc. Đội tàu này cũng sẽ tập trận song phương với các quốc gia ven Biển Đông. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị vì đã luôn đồng hành và lựa chọn theo dõi tin tức thời sự trên kênh Tin Mới Nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.